cho em xin là hai cái. Tim nằm phần bên sườn năm từ trung đầu trái, đây một tim.
đều hiểu. Quảng giữa điểm sườn, lưng không đau, thần kinh cơ xương khớp nè, cơ không teo, chân trái phải yếu, sức cơ 4/5, dấu hiệu đôi phải dương tính, không giới hạn vào gặp khớp. Khám các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường, tóm tắt bệnh án. Nhân nam 65 tuổi, đại diện vì vàng da và đau bụng, qua khỏi bệnh và thăm khám lâm sàng ghi nhận hội chứng suy tế bào gan, ăn uống kém, móng trắng, vàng da và của mặt mắt, dấu chiếc dưới da ở cánh tay, giảm chân, đường kính từ 1-3 cm, màu nâu sẫm, dấu sâu mạch đường kính từ 0.5-1 cm, cán bộ da to, rối loạn mất ngủ, hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa, cán bộ độ 3, bụng to bè, căng trướng, dấu sống cổ dương tính, tuần hoàn lành mạnh, tiêu không sợ. Hội chứng tắc mật, đau bụng ăn quỵt, tỉ buồn ruột quỵ, nước tiểu sẫm màu, ướt. Triệu chứng toàn thân là sốt, lạnh trung, ướt da. Triệu chứng tiêu hóa là đau bụng, nóng cao bụng quỵ, tiêu không lỏng đen sạm, buồn tâm 7-8 lần trên ngày. Triệu chứng thần kinh là dấu hiệu đôi phải dương tính, tay hai lòng bàn chân. Tiền sử viêm gan siêu vi C 2 năm đã điều trị, cho gọi cách đây 6 tháng, uống thuốc điều trị 5 tháng, đái tháo đường 3 năm, uống thuốc 5-6 tháng, thuốc lá 50 gram/năm, giảm đón và điện lực, giảm đón sơ bộ, sơ gan mất bù nghỉ do viêm gan siêu vi C, biến chứng nhiễm khuẩn phúc mạc nguyên tắc ung thư gan, trên là đái tháo đường F2 chưa biến chứng, giảm đón phân biệt với sơ gan mất bù nghỉ do thuốc biến chứng nhiễm khuẩn phúc mạc biến chứng nhiễm khuẩn phúc mạc nguyên phát biến chứng rồi như thế nào điều để đến sau đây cho bệnh nhân có hội chứng tiết bào gan cho bệnh nhân tăng
không đều kích thước 12 13 mm. Ống mật chủ không dị, đường mật trong gian không dị, mật trước mật không to, mật lắc không to, cấu trúc trần nhân không to, dịch ở bụng theo dõi cơ gan trái, kích lượng lượng dịch ở bụng theo dõi cơ gan trái sơ gan. Bị tổn sinh vật danh sản đó, bị công thức máu, số lượng ba dòng cầu cầu là cầu dương cầu, nằm trong những nhà bình thường, không có biểu hiện thiếu máu. Họ CV tăng nhẹ, có hồng cầu to, u sắc, phù hợp với bệnh cảm sơ gan. Tuy nhiên, ở bệnh nhân sơ gan này, số lượng giảm cầu, mặt cầu là không giảm, có thể do sơ gan trên, là gan bị sơ, giảm khả năng tổng hợp, kèm theo giảm chức năng miễn dịch ở người lớn tuổi, nên có thể tỷ số ba dòng và không tăng trên cận lâm sàng. Tỷ số AST trên ALT của bệnh nhân này là 4.8/2, gợi ý tình trạng sơ gan do rượu. Tuy nhiên, tiền sử bệnh nhân không có uống rượu trước đó, thêm tiền sử đã từng mắc viêm gan C cách đây 2 năm, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây sơ gan hay là chúng ta nên nghĩ sơ gan do viêm gan C là hợp lý. Tỷ số AST trên ALT kèm theo trước đó bệnh nhân có sử dụng thuốc nam liên tục để điều trị viêm gan. Cách đây 6 tháng nên là tỷ số AST, ALT tăng trùng lắp lên cận lâm sàng. Tỷ số bilirubin trực tiếp trên bilirubin toàn phần là 60% trên 50%. Còn gặp trong các bệnh lý gan, thương tại gan, tắc nghẽn đường hợp ngoài gan, gây bàng gan, phù hợp với bệnh nhân sơ gan. Chẩn đoán phải có
nhưng chính xác cái nào mình ngán dùng cho lâm sàng điều trị vẫn hợp lý, được chưa? Rồi có đặt vấn đề khác không ạ? Chúng ta cái này là tiền sử cách đây 6 tháng là bị lao phổi nữa, mà ta nói uống thuốc không có mấy bữa khó chịu mà ta bỏ luôn tới giờ, thành ra chẳng đốn phân biệt cái lao màng bụng là đồng ý, có nghĩa là lao màng bụng trơn bệnh nhân sơ gan, bệnh nhân này là sơ gan là chẳng đốn xác định rồi, chẳng đốn phân biệt là chẳng đốn phân biệt các nguyên nhân gây cổn trướng trong đó, cái cổn trướng này là cổn trướng cho sơ gan, nó có nhiễm trùng dịch cổn trướng hay là nhiễm trùng lan, nó quan trọng lắm á, đúng không? Ca này là phải tập từ đổ bụng. Tại vì ta tiền sử ta mới cách đây 6 tháng đủ uống thuốc thêm đây không có ra theo cái đồ như là uống mấy bữa là nó mà người ta mệt nó ta bỏ không có uống nữa, nó bây giờ vô cái cổ trướng nhiều vậy thì khả năng là lao màng bụng cho bệnh nhân sơ gan, đúng rồi. Cha thì không gặp cũng hay lỡ thì nên nhiều khi mình sẽ điều trị rồi còn ý kiến gì nữa. Có nhóm ngoài nhóm làm nét coi thắc mắc gì không? Sao cái nhóm nhiều vậy? Nhiều cho nó mỗi lúc mấy lúc rồi. Bạn trả lời vậy? Nam Phi còn 127 tiền cho lời tiểu đúng không? Có nghĩa là nó ăn đi 127 và thì cho lợi tiểu thì nó có làm ăn đi tiếp hay không, đúng không? Cái điều trị mình cũng bình thường là của mấy em, cái điều trị đang như này nè, đó là bình thường đâu có cho chứ mình cho cái gì cho con mắt người ta thay vì mình nó cũng trước nó phù chân mà có nghe trong mình thật là không cho lời biểu thì nghe nó bị thiếu rồi đó, nghe tại vì căn bệnh cổ trướng nhiều người ta than phiền để bụng nó to lên cũng nhiều hơn nữa, có điều trị vậy nha. Cái natri nó giảm là do thai loãng, hiểu không? Nó là do cái thai loãng ra nó cổ trướng, nó thai loãng ra nó bị giảm thành đang cho lời biểu tốt tăng lên là sao mất được lợi tiểu, mà lợi tiểu quay đó là ta sợ là sợ hạ kali máu thôi, đúng không? Chứ không có hạ natri, còn người tiểu xong cái thuốc hết thì cái natri nó tăng lên đó, đó là một. Cái thứ hai đó là natri mà khi giảm dưới 125 là giảm nặng thì phải can thiệp tiền natri uống chương, nhưng mà nếu mà tiền natri uống chương thì cái nguy cơ sẽ làm bổ trứng nhiều hơn đó. Nhưng mà phải can thiệp tại vì nếu không thì nó sẽ bị lên lên lúc 15 và nên ca này nãy sẽ có tiền 90.000 á, cái tiền 90.000 đưa nước vô sinh lên nữa, đúng không? Nó không biết tiền mấy bệnh rồi, nó là 4 chai, nó 4 chai, nó là 400ml rồi, một bệnh là 500, 900 rồi, ta còn ăn uống nước canh, nước sinh lý, uống vô hơn 1.000ml hơn nhiều, là nó còn dư, nhiều nha. Thì mà lại điều trị căn này sẽ cho chúng ta nói gì cổ trướng, cổ trướng này cổ trướng nhiều rồi đó thì phải phối hợp hai là tiểu trong qua điều trị một nữa, đúng không? Là tiểu ngoài phối hợp vô tôm còn vấn đề truyền albumin thì sao, nó đâu có giảm đâu, âm nguyên 33 gram mà đúng không, 33 mấy đó, dưới 25 gram mới có chỉ định truyền albumin, có thể trong bản thân điểm chai bớt á là dưới 28 gram là nặng là 3 điểu, đúng không? Nhưng quy định của Bộ Y tế là albumin dưới 25 mới có quy định về albumin, bằng 33 thì về mới chỉ được về nhé. Chai dù cần kiểm là mới khai á, là làm mấy ngày. 80 phần trên 50 là mọi người 80 thì bình thường thôi.
một lần một thằng dưới 50 là nó có cộng thi 80 cho mừng rồi, cả hôm nay người 80 thì cho mừng không thi. Thì là khi là mà anh Nguyên 33 nữa là không chỉ định gì, được chưa? Cái anh Nguyên á là gan suy, gan nó bị suy là nó không tổng hợp được anh Nguyên. Mình truyền anh Nguyên là để điều trị của trước, chứ không phải là thấy anh Nguyên thấp mình truyền cho nó lên bình thường, đúng không ạ? Là cái mục đích mình truyền anh Nguyên là để điều trị của trước, thì thường nó giảm nhiều thì cổ chứng nhiều, điều trị thuốc không hiệu quả, ta cũng kết hợp truyền anh Nguyên. Mục đích là truyền để điều trị của trước các bạn nha, chứ không phải mình thấy thấp bù cho nó lên là không có. Tại vì sao? Vô một ngày có khoảng 10 tiếng là sử dụng hết rồi. Thành ra nếu mình truyền vô ngày sau thử lệnh giảm cái gan vậy, tại nó đâu có tổng hợp ra, mình đưa vô nó xài nhiêu nữa nó hết, xong bữa sau nó luôn mình gặp cái chuyện mà mình gan nữa, đúng không? Thành ra không có chỉ định truyền. Tương tự là quyết tương tư tương bệnh vậy, cái TB đó protein mà dưới 50% là giảm nặng, đúng không? Chống chỉ định làm thủ thuật đó là bạch cầu dưới 50.000, TB dưới 50% mà muốn nội soi là phải buộc nội soi, đúng không? Và nó mấy em lưu ý vậy. Thì trong cái bệnh gan, lấy ví dụ như là bị xuất huyết rồi bỏ giảm mạch thực quản mà cái bộ công viên có 30% hơn dưới 50 thì người ta phải kiêng vô cái quyết của tương tươi đông lạnh để bù cái bộ đồng mang của 15 nội soi. Và cái thời gian bán quỷ cũng khoảng 10 giờ nó giống như anh công viên thôi, có nghĩa là em kiêng vô để em kiêng thì phủ vật em làm, đúng không? Xong rồi sao nó giảm như kệ không quan tâm nữa thì bù vô, xong một vài bữa xong thử lệnh giảm cái gian vậy. Mà một bịch bây giờ trên 500.000 á thì chúng tôi lệnh 10 lít ký thì người khoảng 4 bịch lần tiền mấy triệu đồng chúng tôi á, đúng không? Thật ra mình phải biết là cái mục đích mình tiền mình điều trị để làm cái gì, chứ phải vô dồn xét nghiệm thấy thấp bù vô cũng lên bình thường, sao bao giờ có chuyện lên bình thường. Cái thứ ba sẵn nhắc luôn em yêu cầu như vậy, thì trong sức gan có giảm tuyến cầu hay là bệnh xuất huyết giảm tuyến cầu của gan cầu cũ sao, đúng không? Nếu đâu giảm hẳn thì kệ nó, nhưng mà giảm mà có biết tiết chảy máu, dù chảy máu chuyên răng hay là bị gì đó thì người ta sẽ truyền tuyến cầu để cầm máu xong thấp rồi thôi. Nếu mà đưa cho nó lên thì nó không có chuyện đó, vì sao? Rồi xong tổng cộng nó có mấy ngày thôi, trung bình là 3 tới 7 ngày thôi, trung bình là xong được khoảng 5 ngày thôi thì tổng cộng á, thì em truyền vô mấy cái sau thì nó hết luôn, nó không còn nữa. Thành ra bù để nó về bình thường không có, mà vì phải can thiệp không có phẫu thuật gì đó, là đang chảy máu chậm thì truyền vô xong rồi thôi. Còn nếu có chảy máu giảm như kể đó, đúng không? Thì trong bệnh leucemia thì dưới 20.000 có sợ bị xuống huyết não là truyền, nhưng mà thật sự truyền cũng không tác dụng gì hết, tại vì sao? Truyền xong mấy cái sau thử thì nó cũng giảm lại cái gan vậy thôi, đúng không? Đó tôi gặp cái ca là gì, cái leucemia cấp đó, thì tôi nhớ có một câu là gì, nếu mà không điều trị thì sống không quá 2 tháng, mà nếu có điều trị mất tiền lắm á, mấy trăm triệu, sống không quá 2 năm. Bây giờ nhờ có ghép tỷ thì sống được lâu, đúng không? Mà cái bệnh nó vô thì gì thường không mổ thì nó chết, đúng không? Chết sớm hơn nữa, thủ tục cái tiền tiền cái cầu tiền cho xong mổ rồi xong rồi không, đúng không? Tại vì sao? Cái dựa vào cái nào nó nặng hơn, giờ khi bình thường cũng mổ được chứ, mà tuyến cầu cũng giảm thì không mổ được, nên ta cũng bỏ tuyến cầu vô, đúng không? Bỏ vô là để khen cái phẫu thuật, nhắm để ý mới là cái mục đích mình điều trị để làm. Vậy là điều trị cũng cho lời chuyện nó không đẹp, ha. Điều trị một thứ này là không có một cái gì đó. Rồi còn nghe có chuyện gì nữa không ạ? Cái gì nữa? Để cái gì nào? TB gì bé 50% thì truyền gì á? Không là túi thật thôi. Khi định truyền cái thằng bột phôi này là sao? Nghe không? Hai khám gan cái này thì là chịu từ cái cổng này. Khám gan cái gì? Cứng rồi muốn là chặt. Nha, mặc độ gan nó mạnh thì nặng đỡ cái đó rồi. Cái gì? Can thiệp đầu thôi chứ nhầm cắt là để nâng cái đó ra. Chừng nào có biết chứ chẳng hạn thì giống như sợ thôi, còn không sợ mình nhập kỳ đầu nó bụi có không có thân chất kỳ đầu nó tự mấy ba sợ cứ bảy sạn về nãy giảng mấy vị ba là mấy nó không quy tận tiền, tôi nói ca này có khả năng tôi không ghen hỏi hạ về thử không biết thì này thử được cho tiền đúng không? Thì ở Việt Nam
nó có một cái di chứng là gan to cộng HP trên 500 nanogram trên lít là chẩn đoán xác định ung thư gan, thì trên gan rồi thì tại sao mình chẩn đoán theo dõi ung gan nữa mà là chẩn đoán là ung thư quá, đúng không, biến chứng ung thư quá luôn. Có một cái con này cô bé mở ở cái trái ung gan, đúng không, ung gan cứng lắm, sợ nó cứng lắm. Chắc có làm một bài chắc nữa. Cái nữa là bệnh nhân có thể sở tác của đồ trước miên sang thời gian sau bây giờ được bình thường nó luôn cho gan cộng gan to gan to cộng gan b là chúng luôn cho gan trong tiền sử không bị bệnh bây giờ gan suy gan là nơi dự trữ glycogen có một thời điểm nặng suy nặng quá rồi thì nó còn dự trữ nó cộng gan cái b này cũng thường thường thì trong thế có một cái đường này đúng không, chẳng có phải gì vậy, không có gì đang đông gì vậy, đúng không, đã có đường thứ hai là hai thập phân đúng không, hai la mã không quy ước quốc tế chứ không phải dùng từ tùy tiện viết sao viết nha, số hai thập phân không phải số hai la mã gì sai á rồi. Còn em có kiếm gì khác không ạ? Trong cái tiền sử á, khi mà trong cái tiền lạng, dùng chẳng đón như một xe các bạn hay nha. Họ phát hiện đáy trong đường 3 năm, gan được 16 tháng. Mà là gan to với AFB trên 500 là đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán cho gan à? Con xin đi xe. Cái ông này mổ bị thương cái bụng á, mổ cách đây 45 năm trước phải không? Thì người ta nói ổng nó ổng có truyền máu viêm gan C là viêm gan do truyền máu, nó có nhiều lắm không nhớ thì nhiều, nếu mà tại viêm nó chảy là hồi xưa là bị thương cái bụng á, mổ cái chảy cái bụng như vậy thì máu rất là nhiều, không biết tiền nó không nhớ nhiều nhiều nữa, nên biết con siêu vi C đã phát hiện là mấy không? Không biết luôn. Mai mốt là cũng giống 55 với 54 không? Mai mốt cái 56 ra mà nó làm thiên lịch thì nó hỏi là biết lịch sử cái phần lịch sử đó. Là người ta phát hiện năm 1988 đúng không? Đó thì những người mà truyền máu trước năm 1992 đó là gây lai của Mỹ là trước đó là cái lịch máu thì một cái lịch máu mà muốn đem thì người ta phải thử CV, thử gen mai, thử ổng tướng trong đó hết đúng không, các HIV là tử thấp luôn đó, thì trước năm 92 là chưa có tầm soát HIV, thành ra ta nói những người mà có bệnh mà trước năm 92 là những người có nguy cơ cao bởi HIV. Một cái nguyên nhân cấp nó sẽ hồi phục trong vòng 1 tháng 3 tháng, nếu kéo dài trên 6 tháng là nguyên nhân mạng đúng không, từ viêm gan mạng tới sơ gan là từ 10 đến 20 năm sau. Đúng rồi, thành ra phải truyền máu lâu năm thì có thể nhiễm HIV rất là lâu. Nhưng cách đây 2 năm ta phát hiện HIV C đó là khi đã bị sơ gan rồi đó. Có nghĩa là người ta phải biết trước nó là nhiễm thế nào, phải không đi khám. Tới khi có bệnh gan mới đi khám thì lúc này là cách đây 2 năm là đó thì sơ gan chứ phải là bị nhiễm HIV C lâu. Thì theo quan điểm mới bây giờ thì sơ gan hay là viêm gan mạng còn mù hay mất mù là vẫn được điện. Thì ngay gần đó cái số phốt phun bia đó là theo Vastavir đó gần như 100% trường hợp 100% đó là năm 2015 là tính chế được cái phút nhiều lắm nhưng mà hiện tại trên thị trường là cái gai phối hợp hai loại thuốc này mỗi ngày uống một viên thôi trong 12 tuần là 3 tháng gần như 100% là khỏi bệnh, khẩu là con siêu vi nó chết, còn cái gan nó bị cơ rồi nó không có hết, nhưng mà ông này nhờ là uống điều trị thành ra mình gan nó dần 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 lại đó đúng không, thành ra đi thử thấy cái gan nó còn tốt á, CV nó còn cao, albumin còn cao, tụ cầu còn cao, không có giảm á, chỉ có tắc mạch từ albumin nó tăng thôi, cái kia cũng gần như bình thường hết á, đúng rồi, CV 18% không, 33% cái mấy, 27% là 50% đúng không, nói chung là cái tụ cầu nó 300+ ngàn luôn, có nghĩa là không có giảm, nhưng mà chức năng gan nó còn khá tốt, chỉ có bị tắc mạch nhiều thôi, đúng rồi. Thì
có cái vấn đề bệnh gan là về CVC là nó dễ gặp bệnh trị là tại vì CVC là nó chết rồi, nhưng tại vì bản thân cái gan bắt cầu nhưng mà nó chậm cái điểm á, cái thấp rồi đó. Trong CVC đó nếu mà nguyên nhân mạng cái tỷ lệ ung thư gan là 50%, và sợ nhất là ung thư gan, tức là ung thư gan cái tỷ lệ cần điều trị 80% ung thư gan, chúng ta nặng như thế chết là do ung thư này, đúng không? Cái phần bản thân CVC là điều trị nó tổng hóa không ung thư gan, không điều trị sống quá 6 tháng, không thì sống vài tháng thôi cũng không gì đâu, nó thì nhẹ nhàng chứ. Bây giờ điều trị ha, không có điều trị nó gan này sợ cứ cứng mà nó lộn vô không nhổ á, lấy gan như vậy mà mở bụng ra là gan nó thú trọng lên. Ngày xưa tôi có ca đó là ta đi ta bước ra cửa ta bị dắt cái mà nó té nó bị vỡ, vỡ khô cái gan nó máu bụng á. Nếu có bụng mở ra mà nhét mép từ lòng bụng là con về không mở ra mà gan thối một chỗ đó hết trơn, thành ra ca này cũng nhiều, thành ra cũng mổ không có phẫu thuật đâu, mặc dù siêu âm là còn có một khối u hơn, một khối vậy thì phẫu thuật là tốt nhất đó. Nhưng mà này mở ra là gan nó nát bét rồi, nó nặng rồi đó nha, mình đã chết thì chết vì gan này. Nếu mà số thì người ta sẽ điều trị bằng phẫu thuật khác rồi, hoặc là người ta làm taxi là vô tắc nghẽn mạch rồi hoại tử luôn nha. Rồi lúc này thì quá trị người ta hay quá trị vô thì chết luôn, yếu người ta yếu rồi nha, tụt lưng đó. Rồi con CVC ngoài nó tấn công cái gan, nó tấn công cái vòi nó gây đại cái đường của CVC nha, thì cái này phát hiện nó có đường trước cái gì mà CVC nữa, có nghĩa là ông này phát hiện là đường trước nhiều năm rồi đó nha, đúng rồi. Thế mà đặt ca là hay dễ dàng. Thì lý nói với ca này là hiện tại rất là nặng, lý do là bị ung thư gan. Nên thì có theo dõi nhiều chủng dịch thuốc trước thôi, nhưng chưa có xét nghiệm. Chưa có đau bụng, người ta nói sốt, đánh lạnh, nhưng mà thật sự nhiệt độ 37 độ không à, không thấy sốt. Mới đầu gần là đau, sốt, rồi vàng da niêm, tưởng là đăng ký sức cô là sổ của mặt không à, đúng không? Đáng chừng á, đầu tiên là đau rồi sốt đến lạnh rồi cái vàng da niêm, mà ca này cũng bị cái vàng da niêm lâu rồi chứ không mới đây, thành ra mình ghi giống như bệnh sử là kiểu giống như là mới phát hiện vàng da niêm sao cái đau bụng sao cái ớn lạnh á, cứ đọc bệnh sử này nè, chứ thật sự ca này vàng da niêm da dẳng cũng nghĩ là nhiều tháng nhiều năm nữa chứ không phải là máu vàng đây. Ừ, thành ra nên nhận động bệnh sử ở đầu đọc tưởng nó sỏi một chỗ không á, thậm chí sạch con bắt đầu ra đột quỵ mà phải không, rồi sốt nhẹ ở lạnh rồi phát hiện hoàng gia đi hoàng gia đi lâu rồi đó, nếu mà hỏi điểm thì hoàng bao năm rồi chứ không có bạn sẽ đi ra chắc hai năm còn đọc đây là chỉ giống như là mới mừng đau sốt hoàng gia con chiếu thì nó nhầm lẫn rồi tưởng là cái tâm chiếu cô, đúng không? Chiếu chặt cô như vậy đó. Còn trở lại cái biến chứng của chuyển dụng dịch tổ trước thì tiêu chuẩn vàng nha, tiêu chuẩn vàng để giảm tối những dịch tổ trước lớn thành dịch tổ là bắt cầu trong dịch tổ một gần 250 tế bào bắt cầu là giảm tối viêm phúc mạc do ví dụ thôi hay là nguyên đang bị đột biến mà trên 250 là chủng, còn chúng ta sẽ xem cái thành phần của neutro và lipo, nếu mà neutro nó cao 75-80% của ung thế thì nó là những quy trộn viêm phúc mạc nguyên phát, còn nếu neutro mà lipo trên 80% là khác nhau rồi tao là chỉ là mọi tao vậy đó, đúng không? Có nghĩa là gì, ta sẽ chọc viêm phần bụng xem cái số lượng tế bào bạch cầu trên 250 là những dụng dịch nơ trôn tăng cao là nhiễm quy trùng, quy trùng thường là quy trùng ra măng, còn nếu mà len khô tăng cao thường là quy trùng len cái này nó phải làm xét nghiệm, mà có cái nó nặng là nặng cái ung ghen đó nha, tôi nói cái này nó nặng nó sống được lại cái không cái gì đâu mà mình đi được, mình đi đi dắt cái nó bị vỡ vỡ ung ghen, mình đi xuống ăn thấy một cái gì nó đầy quá nha, nó là cái ghen nó nặng hết nó ra này. Rồi trong cái điều trị sơ gan nó có bốn nguyên tắc viết thì rất là trong trong bài đó, thì trong đó thì nguyên nhân đã bị rồi nha, bị rồi thì nhân đỡ thì đó tránh cái bệnh phụ tập cho gan rồi cha này con
Và trong cái điều trị bổ trướng á nha, điều trị bổ trướng thì ta nói bệnh nhân vô viện, ca này vô viện cũng vì bổ trướng nữa đó, không phải là bị gì đâu, gì đâu. 75% bệnh nhân vô viện vì bổ trướng, nó quản lý điều trị tốt bổ trướng là giảm được các chứng một lần nãy sẽ như là về nên là bị nhiễm bổ trướng trước 75% thì chúng ta chỉ làm ba mức độ bổ trướng nhẹ, bổ trướng vừa và bổ trướng nặng nhiều quá đúng không? Ví dụ bệnh nhân thay những thì nhưng mà bổ trướng nhẹ mà chỉ thiết kế hạn chế uống nước và dùng một là ví dụ là cái fluoroquinolone đó là nó phù hợp với cơ chế gen. Cân bằng chất lượng là quan trọng nhất. Sáng thì mấy viên ba họ được nhân vô cân, cân xong giờ chưa cân lại lại một cân hư mới cân được. Phải theo dõi hàng ngày là mục tiêu phải giảm từ nửa ký tới một ký một ngày giảm cân á, nó giảm mới biết được. Còn khám nãy chừng thấy bụng bữa nay nó xẹp hơn qua cái chân luôn lớn cân nặng là chính xác nhất đúng không? Nó theo dõi thì mục tiêu giảm nửa ký tới ký một ngày. Cái gây lai thì những cái trước mà trước năm 2008 thế giới đó là tôi nói là có phụ dân cổ trước có phụ dân thì giảm ký ngàn, nhưng mà năm 2021 thì người ta nói là giảm không quá 4 ký tuần thì tôi vẫn thích là giảm mỗi ngày 1 ký mà tôi nhưng nó hồi xưa người ta chia không phụ dân giảm nửa ký ngàn, có phụ dân giảm ký ngàn là năm 2008 trở đi trước tới năm 2021 thì nói cộng là nguyên tuần giảm không quá 4 ký tuần 7 ngày trung bình vừa giảm cái mà cân đúng không, mà tính cân bằng sức nhập thì nói đơn giản nên việc trong bài trong sách giáo mà chỉ cho các người ta biết là cái lượng nước đưa vào bằng cái lượng đi tiểu ra cộng thêm 500 ml mất qua mồ hôi mình thở. Ví dụ người ta tiểu 1 lít rưỡi mình cho nước dùng 1 lít rưỡi là người ta sẽ giảm 1 lít rưỡi đúng không ạ? Cái đó là trong sách có viết thì lập sàn tôi nói hướng dẫn người bệnh nó làm được 3 ngày nhưng quay trở lại vì cái cổ trướng đã điều trị gần 90% là có đáp ứng, chỉ khoảng gần 90% là có hạn chế thôi. Nếu quản lý được thì còn lại có đáp ứng đúng không? Tới cổ trướng vừa thì giữa xuống ăn hoặc là ngày đêm tới giờ thì cũng sẽ thấy khó luôn, thấp cổ trướng vừa thì thường đó nó sẽ có họ lên một ngày cho tới đây nhưng qua cỡ dễ không còn là tôi dẫn lại cái cuốn sẽ thì liều là khởi đầu là 40 mg thì hồi xưa tôi dạy là 3-5 ngày tăng lần mà trong giai đoạn 2021 là mỗi tuần tăng lần 4 lần tăng như vậy là cái 400 cái thì 160 đúng không thì không có tác dụng nữa thì người ta sẽ phối hợp với tiền nhân viên nhé. Thì tiền nhân viên nãy nói rồi bộ y tế quy định dưới 25 gram mới tiền, còn nếu mà ăn nhiều máu 33 gram thì tiền bị đợt tiền còn y tế không có thăm nhé. Kết hợp truyền âm viên vô nữa sẽ làm tăng tác dụng điều trị cổ trướng. Và bên cạnh đó người ta nói là cái cổ trướng trong sơ gan là do tăng gấp tủa, thành ra cái quan điểm mới là phối hợp thêm với ức chế beta không chọn lọc nữa. Ức chế beta không chọn lọc là để điều trị cái giảm áp tủa, điều trị trong dự phòng vỡ giãn mạch thực quản mà nó cũng có tác dụng trong điều trị cổ trướng nữa đúng không? Nhưng mà trong năm 2018 thì có những trường hợp cổ trướng nhiều nặng là chống chỉ định thì ta nói cho vô bệnh nó nặng lên thêm, thì tới năm 2021 ta nói cho vẫn được, cái lợi ích nó nhiều hơn cái có hại. Nhưng
những trường hợp cổ trướng mà kèm theo biến chứng hội chứng gan thận thì nên dùng chấm chỉ định, thì chỉ cho vô nó không khác là mình nặng lên trên. Chứ còn nếu cho cổ trướng mà không có biến chứng gì nữa hết á, thì ta nói cho chế người ta thì cái lợi ích thu được nó nhiều hơn là cái có hại. Không chọn lọc không? Có nghĩa là nó tùy nó từng thời điểm. Thế mấy em lưu ý vậy thành ra thì cái những người đọc từ năm 2018 cũng cập nhật lại mình nói là trường hợp này cũng xài được, đúng không? Thì vẫn cho được. Thì với những cái cơ chế như vậy mình điều trị mà nó không đáp ứng thì nó cần tháo, đúng không? Cần tháo dịch. Cùng cấp trong sách viết là một khẩu trang là 5 lít một lần chọc á. Thì thường viên lâm sàng chọc khoảng 2 lít thôi. Thì thường 2 lít là 1 lít bù lại 8 gram ăn nguyên á, thì thường 2 lít bù lại 1 gram nha, 1 gram 20 gram đó, đúng không? Thì mình rút ra thì nó sẽ mất ăn nguyên ra, cái lúc mà mình bù vô ngày sau nó sẽ phổ chứng nhiều hơn nữa, thành ra rút ra 2 lít bù lại 1 gram ăn nguyên. Khi được mạng vậy, nếu mà chọc kháo dịch thì mình sẽ bù lại, cũng bù sao nó sẽ phổ chứng nhiều hơn. Nếu thất bại nữa thì người ta sẽ làm stem rồi cũng nhân tạo, biết là cũng biết là để giảm mặt cửa để điều trị cổ trước, nhưng mà nó không có được sử dụng nhiều. Còn nguyên tắc mới hiện nay ở châu Âu mới có là nó đặt cái máy bơm, cái bơm dòng chả nha, dòng chả là cái da này cái đặt vô bụng, cái đặt vô bụng quen, cái bơm liên tục từ sáng giờ trong ngày. Thì ở châu Âu mới áp dụng nhưng mà đồng thuận trên thế giới thì người ta cũng yếu, có người ta chưa chấp nhận. Nhưng mà hôm nay nói về có thể gặp thời gian xa thì nó sẽ được nhiều. Hiện tại giờ là người ta mới đưa ra phương pháp mới vậy thôi, còn cái ứng dụng mà đồng thuận nó cũng là chưa. Là cũng kém, kém có nghĩa là không có được ứng dụng một thể. Không châu Âu thôi. Giống như cái phương pháp scan mà đo độ đại hồi của gan đó. Ở đầu tiên là năm 2008 là ở châu Âu còn đầu tiên là cũng không công nhận nha. Tại vì sao nói giống như siêu âm thì thường bụng là cái mỡ và không khí là kẹo bụng của siêu âm đó, rồi một bự nhiều vô đo và cốt cho gan nó không chính xác. Rồi tới năm 2015 thì là nó đồng ý, vừa đồng ý sử dụng trong những cái bụng cho đo độ đại hồi của mình thôi, lo mang không lúc đó rồi nhà nó tại vì nó cũng mang luôn liền công ty đặt một cái hồ ảo ở ngoài Hà Nội cho lên làm miễn phí, bây giờ chỉ muốn công nghệ người ta toàn bộ lộ để làm có một ở trong này và đó giờ bình thường không tại vì sao một bự mở nhiều quá rạn luôn là phải cố sợ trời chạy làm cái đó là nói trong cái sơ gan là bên trong những bộ gan nó có gì thứ nhất là nó giảm cân, thứ hai là hạn chế uống nước, cân bằng sinh học, chống lại muốn có thể ăn lạc thêm một xíu thôi, rồi sử dụng lời tiểu nha, kết hợp với việc ăn viên, kết hợp với cái thứ ba chọc tháo dịch, đúng không? Thì nó nếu mà cái cơ mà làm cái chuyện đó chứ không chặt là nó đã tổn thương. Nhưng mà có một người muốn nói tôi cũng muốn mượn dụng lại tại trong ngày lai nó cũng không có nói gì nhiều, nó cũng như muốn gần nghiền như của châu Âu á, là sau khi bệnh nhân xuất viện vì ngoại trú mỗi tuần một ca luôn thì nó sẽ hạn chế một số lần nhập viện, hạn chế được nó biến chứng của cổ trướng. Nhưng mà trong mấy ngày lai thì chưa thấy đưa vô của nó đóng ngoại cấp hay sao lại học thời cũng nghi là tốt, ăn nghiêm túc một chút, có những món ăn nữa, thì cái đó mình cũng tham khảo thêm. Nha. Tại vì tên chúng ta nói tổng kết là 70% bệnh nhân bị nhập viện vì một chút, đại diện là bệnh viện gan nó chảy đó là chưa nhập viện, nó là nhập viện. Còn vấn đề nhiễm trùng dược tán, ví dụ là viêm phúc mạc viêm phế đó, thì này mới bị kháng sinh, nên nó là kháng sinh của bạn sử dụng phổ rộng, thì là sử dụng cephalosporin thứ ba, quinolon có thể kết hợp với metronidazole. Bởi vì theo địa phương ở Việt Nam mình điều trị phù hợp á, đã tay cho một số sinh viên lợi dụng nha, rồi dự phòng. Trong năm 2021 chúng ta nói là không có nhưng
có bằng chứng đi chung điều trị thôi. Thì trong những giai đoạn trước nó nói là sau khi điều trị khỏi rồi thì dùng ngọt bắp xanh xin mỗi ngày viên để dùng dự phòng viên của bạn thứ tháng nha. Còn những ca mà có một trước mà anh viên dưới 15 gram, anh viên máu dưới 15 gram là có khả năng bị nhiễm trùng tim phát cũng muốn vậy, nhưng mà trong 2021 nó không có bị bệnh vật. Có nghĩa là khi nào thì có nhiễm trùng thì sẽ điều trị hết thành công. Nãy cái thuốc cephalosporin với thuốc gì vậy? Mitoxantrone. Thì thấy hơi có cái này nhưng mà tôi không biết. Đúng rồi. Thôi, có một số vấn đề báo cho tôi nghe nha, và cảm ơn cho nó có một hồi nãy cái chọc tháo thì tôi đang xài 2 lít nữa. Một lít thì bù bao nhiêu ra? Một chai, tức là 800. Em biết cái gì tắt tắm nữa không nhé? Thì là cứ một lít là bù nha. Thì có lúc nào lít là bù 200. Tại sao kì? Lúc làm nén nè. Làm nén sơ gan mình phải đọc rất kỹ sơ gan đúng không? Làm ra chuyện chúng ta sẽ tâm lý đến tại sao trong sơ gan điện là một chai và hai lít là bù hai chai. Thằng Vi nói còn ai có ý kiến gì khác nữa? Cái học năm thứ hai học chương trình ure biết không? Có học không à? Chương trình ure là gì? Là các axit amin trong chương trình ure là chuyển amoniac thành ure. Thì cái gen suy nó không có chuyển amoniac thành ure là nó thiếu mấy cái đó đó. Thành ra mình truyền cái các axit amin đó, hiểu chưa? Là nó liên quan tới chương trình ure. Nhưng người ta nói muốn chuyển được thì nhờ các enzyme, giúp cô enzyme đó mà gan suy nó không có tổng hợp được cái enzyme đó. Nhưng mình truyền vô nó không có tác dụng gì hết. Mình truyền có hay không, đúng không ạ? Là các acid amin trong chu trình ure, đúng không? Mình học sinh quá chu trình ure là chuyển sang nguyên chất ure đó. Thì gan suy đó, nó không có tổng hợp được các acid amin trong chu trình đó. Acidin, octidin, octicitin rồi đó, đúng không? Thành ra người không biết gan là hoặc là ta truyền cái acidin hoặc là octicitin hoặc là ta truyền các acid amin mà monohemoglobin hoặc là các acid amin trong chương trình như đó. Đúng không? Nói chuyện thì trong cái nguyên gan là nó có nhiều cơ chế mà 90% là tăng được tan máu, thì cái nguyên tắc điều trị đó thứ nhất là tìm các yếu tố thúc đẩy để điều trị yếu tố thúc đẩy, ví dụ như xuống tiêu hóa và nhảy mật thực quản sao cho điều trị mà không nhiều phần nguyên gan là vô nguyên gan đó trong những vàng phải tập máu rồi ăn nhiều đạm đúng không, truyền máu rồi vân vân, nó nhiều cũng là điều trị tốt đẩy. Cái thứ hai là giảm anh ba máu bằng hai cách là cho các acid amin trong chương trình ure. Thứ hai là dùng kháng sinh và lactulo để ngăn không cho vi khuẩn anh là ba từ ruột không dùng máu đâu à, là cái nguyên tắc gì. Thì gần đây cái kháng sinh chúng ta đề cập là cái rifaximin, đúng không? Rifaximin đó thì thực sự nó tốt bằng timolol đâu, nhưng mà nó có cái là gì, nó không hấp thu dầu máu, cho nên những người suy gan suy thận sử dụng được đó, cái lỗ đó nó tác dụng trong một chỗ nó hấp thu vô. Ngày xưa là neomycin là nó ăn nó đi thì ha, từ thời gian sau tự nhiên bỏ tiêu, bây giờ thì gặp rifaximin thì cũng khó đó, chỉ có một vài chỗ bán thôi. Nó có là thế là uống vô không hấp thu vô và đánh được suy gan. Sao mình đọc sách không thấy chị bảo chị acid amin ta? Ừ, giờ mới biết luôn. Chị biết rồi, hai cái này anh thôi. Anh cái vụ mà chị acid amin để dự phòng H3 không? Dạ, anh dạ, giảm hết cho máu không? Đúng rồi, vì phong cái mặt đó. Ồ, thầy mới nói mà. Sai. Thầy bảo tuyên là những loại của acid amin, nhưng phải tuyên những cái acid amin nằm trong chu kỳ mũi vết. À, ví dụ như ở ví dụ như ta từ nằm ở trong chu kỳ mũi ngăn là ta từ đủ không? Đúng rồi.
Chiều mai mình đi ăn dứa.